Ado ah. Nang ato to, tuntun. Ato siya man ito. Ito yun ito. Ako ang pakasamotang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẹ nó ăn cơm đi con. Mì nó mẹ đi. Ok rồi. Lúc đi chạy lúc. Wow đấy. Bữa đấy. Xin hết. Xin hết. Xin hết. Thì kéo nó phong ra đó. Đây tôi thành đây tôi cho nó là thì kéo nó phong ra nè. Tôi ta sẽ cái sát là tàng là. Ô thằng cái nhà nãy à. Cháu bị ba đuổi ra khỏi nhà, cháu không có chỗ ở nên là cháu về đây ở tạm ạ. Cháu cũng không biết là vườn của ai. Ô, vườn của bác. Mà bây giờ cháu bác là không cho cháu ở đây đâu. Nếu ở đây thì là phát dân của cây bầu với dân của bác hết rồi. Ừ, cháu đi ở trước khách. Nếu mà cháu ở đây lâu thì cháu phát vườn dân cây của bác hết rồi. Cháu cũng không biết vườn của ai nên là cháu về đây ở tạm. Để bác cho cháu ở đây một vài hôm nữa nhé. Cháu vừa mới chặt hai bác cây để làm cái lều nhỏ nhỏ này cháu ở tạm thôi ạ. Ô, cả ở lâu thì cả chặt nhiều là bao giờ bắt đẹp không cho ở nữa. Ừ, làm cháu đi đâu thì đi thôi, bác không cho ở đâu. Nhưng mà giờ cháu không có chỗ ở. Không, cháu về đi, cháu đi, cháu đi ở chỗ nào ở. Bác ở chỗ khách đi. Cháu xin bác cho cháu ở về hôm đi, cháu không có chỗ ở. Không được, cháu ở nhiều thì cháu phát cay nhiều rồi. Rồi cho cháu khách đi đâu đi. Cháu muốn ở về hôm đi. Ở đây. Không được, nếu mà cháu ở á. À, bác về cho gửi lên thông báo công an viên về chăn đấy. Không cho ở đấy. Đi, đi trước khách đi. Cháu không có chỗ ở. Chẳng con ra đi. Ừ. Cháu không có chỗ ở, cháu không biết đi đâu. Không, khách tìm chỗ khác ở đây. Ừ, tìm họ, chỗ nào không có cây thì cháu khách đi tìm ở. Ừ. Giờ cháu làm đi. Được cái liều này, cháu vất vả làm được một cái. Rồi không. Bác cho cháu ở một vài hôm nữa đi. Không cho nữa. Ừ, bác giờ đang ra. Mang rồi, không cho ở nữa, là cháu cứ đi đi, cháu không cần, không cho ở đâu. Nè, nó đã dọn cái ống nước của nó, gây hết, nó không lấy ống rồi, bây giờ nó ở đây, nó mang của mình hết, nó mang của mình ăn hết rồi, là ta hết cái vào của tao, của mình hết rồi, bây giờ để nó đi thì chắc là nó không đi rồi, nó không về nữa. Không về đây. Cắt tay của mình chết rồi. Chú cũng có một tí chuyện á, ở nhà uống nước nói chuyện. Vâng. Ngồi đây. Vâng. Ngồi đây uống nước. Vâng. Đi đâu mà mang nhiều đồ thế này? Cháu ở trên kia nên là cháu ở nhầm chỗ của họ, xong là họ bảo không cho ở nữa. Thế à? Nên là bây giờ cháu đi tìm chỗ ở. Chú cũng có một mảnh ở dưới. Vâng, cháu xin ạ. Vâng. Cháu mời chú uống nước ạ. Vâng. Đi lâu chưa? Đi
Họ đuổi cháu đi lâu chưa? Cũng tầm trưa nay rồi ạ. Yeah. Vâng. Cháu định tối đi làm. Thế làm... lý do cái gì mà mẹ cháu đâu? Cháu không có mẹ. Cứ xách cái này đi thôi à? Vâng. Thế chú cho một cái biểu cho cháu đi ấy. Một cái biểu á? Chú hai cái mà, có một cái này, có một cái này nữa. Cháu lấy thì chú cho cái này, chú cũng không vui được bao nhiêu ấy. Vâng, thì cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Vâng. Thế chú cho cái này cho cháu này. Cháu đừng đồ của cháu vào xong là đi dưới chú cho mảnh đất ở dưới tạm. Vâng. Cháu cứ cho đồ cháu vào đấy đi, xong là chú cho cái này cho cháu. Cái này cho vào đi. Đấy, như thế nó gọn hơn không? Trước chú đào ruộng như này bây giờ thì không làm, không có ai làm. Chú có một tí đất ở đây này, ở đây cũng phải. Bên này là vườn keo của chú, thì đây cũng được đây. Ở đây là có một, theo cái thửa ruộng này, ở đây đây là cái chỗ này cũng đến đây. Đến đây. Phát của họ, làm của họ nhé. Vâng. Đi phá của họ nhé. Vâng. Thế chú đi về nhé. Vâng, chú cảm ơn chú nhiều ạ.
là cháu một mình ở đây thấy cháu phát có quang tí mà đốt cho nó có quang một tí, con không có dán có riết vào ấy. Cháu cứ làm ở đây nhá. Vâng, thì cháu cảm ơn chú nhiều nhá. Thank you.